sinh Kim. Kim ngồi xuống đi. Hôm nay cô tới trễ nhưng mà lớp của mình thiệt là trật tự thì là ngoan chứ. Lớp của mình cũng đông đủ rồi đó. Thôi vậy thôi cô khỏi điểm danh nha. Em bị gì vậy Long? Em bị nhức răng hả? Cô đưa em xuống phòng y tế nha. Trời ơi, cô Hiền là một vị giáo viên đầy nhiệt huyết. Lên lớp bất kể giờ giấc luôn, khỏi cần điểm danh luôn. Thầy Quyền vô đây hồi nào vậy thầy Quyền? Không sao, không sao. Nguyên lớp có một em học sinh cà phê sữa mà không thấy luôn. Tôi cũng sợ cô luôn. Teacher number one. Học sinh, nghiêm. Dạ thưa thầy, em muốn nói chuyện với thầy về chuyện hồi sáng á. Gọi cái chuyện đi trễ chứ gì. Chắc là ngồi suy nghĩ rồi sáng tạo ra một cái lý do gì chính đáng lắm phải không? Sao tự nhiên bỗng nhiên mình tò mò quá. Dạ. Dạ thưa thầy, em biết á, là em có lỗi, em biết em sai nhiều lắm rồi. Em sẽ sửa chữa, em sẽ sửa chữa, em phải sửa chữa triệt để cái chuyện này nha thầy. Hứa cho nhiều nhưng chẳng thể. Hứa thật nhiều rồi để lần sau. Không có đâu thầy. Em hứa lần này em nhất định là em sẽ lần sau em sẽ không tái phạm nữa đâu thầy. Em thề độc luôn á thầy. Em sẽ không bao giờ tái phạm một lần nào nữa hết. Con người tôi nhẹ dạ cả tin lắm. Đừng có làm tổn thương thôi nữa nha. Dạ không. Thầy yên tâm đi thầy. Em sẽ không bao giờ để cho trái tim của thầy tổn thương một lần nào nữa hết. Vậy đi. Em cảm ơn thầy đã tha lỗi cho em. Next. One by one. Từng miếng một. Cô biết sao không? Cuộc đời người ta nghĩ đơn giản lắm. Hay bể cái này mình mua cái khác. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ khác. Bể thì mình phải tìm cách mình hàn gắn lại. Coi như đây là những cái vết sẹo thời gian. Để mỗi lần mình nhìn thấy cái vết sẹo đó, tự mình nhớ rằng ta lầm lỗi, ta tránh đi. Cô hiểu không? Dạ hiểu. Đưa cái miếng lớn coi. Dạ em hiểu rồi thầy. Nhưng mà thầy ơi, em xin phép ý kiến chút xíu nha thầy. Nói đi. Em thấy khúc bên này thầy dán chưa có được thẩm mỹ lắm. Vậy hả? Thì coi có chỉnh lại được thì chỉnh. Dạ. Phía này nè thầy nó. Sao thế? Ồ, tại sao cái chỗ này nó lại chông chênh cái gì đây ta? Chà, còn cái miếng này nó sẽ nằm ở đâu? Lỗ này à? Chết mình rồi. Sao mà mình xui xẻo quá vậy nè. Ta là gặp thầy Quyền trong mấy cái trường hợp gì đâu không à. Cô Hiền hả? Thường xuyên vi phạm kỷ luật, trễ nãy giờ giấc thì thôi kỷ luật thôi.
Rồi coi trước mắt á, thì phải có biện pháp chế tài. Nói thiệt á, tôi ghét nhất cái loại giáo viên mà cứ đi rình rập người này rình rập người nọ, không chuyện đó. Đã vậy á, còn tiếp tay cho học sinh làm chuyện bậy nữa. Cái đó thì hết thuốc chữa. Coi coi cái kỳ tinh giảm biên chế sắp tới đó, họp hội đồng xem xét kỷ luật cho thôi việc. Vậy thôi ha. Em kia, em đang làm gì? Quý, trời đất ơi, giờ này mà em leo rào chốt học hả? Em leo lên em ngắm sao đó cô. Xạo hả? Sao vậy giờ này mà ngắm? Em chờ tới đêm em ngắm cho dễ mà. Xạo nữa nè. Ủa xuống đây. Ơ tay tay cô. Ủa xuống đây cái lên. Chết rồi cô ơi. Trời ơi, cái cặp em rớt ra ngoài rồi cô ơi. Chết rồi. Cô xin lỗi, cô chỉ muốn em đi xuống hả? Bây giờ cô phải đợi em ra ngoài để em lấy cái cặp đó cô. Đúng rồi, để cô giúp em cho. Đi xuống. Dạ. Đi xuống đi, từ từ thôi nha. Đỡ. Cẩn thận rồi chừng té đó. Dạ. Từ từ qua được bên kia là phải lẹ lên. Lên. Cẩn thận. Nhanh lên nè Quý. Em làm gì kìa? Tại sao cô giáo biếu con leo rào? Gì kìa? Tôi nhìn cô giáo mà tôi bó tay. Ủa cái này sao vậy? Có xuống hay lên? Nếu mà xuống đây là đạp lên cái lưng của thầy, thầy đưa xuống. Đây dạ cảm ơn. Không phải đâu thầy ơi, không phải như thầy nghĩ đâu thầy. Em thôi không nói nữa, tôi nhìn cái này là tôi biết rồi. Cô nghĩ sao vậy? Cô giáo mà tiếp tay cho học trò mà trốn học, tội nặng lắm nghe chưa? Thầy ơi, không phải đâu thầy ơi. Bất giận quá. Thầy không lẽ thầy Quyền tính đuổi việc mình hả? Thầy Quy, cô giáo đó chuyến này bị giảm biên chế chắc rồi đó. Đã làm sai mà còn để cấp trên bắt gặp nữa. Cô nào vậy? Tôi nói cho mình thầy nghe thôi nha. Cô Hiền á. Cô Hiền hả? Ừ. Ủa? Làm sai rồi giảm biên chế với đuổi việc mà trường này chỉ có duy nhất một mình tên Hiền thôi mà. Cả trường về hết sao giờ Vũ Hiền còn ở đây? Dạ, em muốn ở lại đây thêm chút nữa để em ghi lại những hình ảnh của căn trường này thật sâu vào trong tâm trí. Thì đúng rồi. Bất cứ thầy cô nào mà rời khỏi ngôi trường này đều cũng có tâm trạng như là cô vậy đó. Nhưng mà vì sao mà châu sa rơi lả chả? Chắc có chuyện chẳng lành. Thầy Quyền. Thì túi đấy. Em biết là đôi khi em hay đi làm trễ đúng không thầy? Rồi đôi khi em chiều học sinh hơi quá một chút. Rồi em làm nhiều việc. Rồi có những lúc em cảm thấy em không có được thích thầy cho lắm. Nhưng mà thực ra thì thầy ơi, em không có muốn rời xa căn trường nè. Em không có muốn rời xa thầy. Không muốn rời xa thầy Phúc với lại các thầy cô giáo viên khác đâu thầy. Lần đầu tiên tôi thấy là tự nhiên là sẵn sàng là tự thú tội trước bình minh. Nhưng mà có chuyện gì? Nói tôi nghe. Không phải đâu, em biết hết rồi. Thầy cắt giảm biên chế cho nên thầy đuổi em. Các thầy cô trong trường đều biết hết rồi. Đồn ầm lên là cô Hiền bị đuổi. Cô Hiền nghĩ gì? Trong trường này có mình em tên là Hiền thôi à thầy? Hiểu rồi. Trời ơi, cái chuyện mà tôi nói trong điện thoại á, với lại cái chuyện mà mấy thầy mấy cô đây đồn đó, nó hoàn toàn nó khác nhau hết. Cái chuyện tôi nói trong điện thoại là tôi nhắc tới cái cô Hiền ở bên trường Hoàng Hoa Thám á.
là bị đuổi việc vì vi phạm kỷ luật, hiểu chưa, chứ không phải là cô. Thầy nói thiệt không thầy? Đường đường là phó hiệu trưởng sao nói dốc giáo viên được. Ồ vậy là trước tới giờ thầy có bao giờ có ý định đuổi việc em không thầy? Never. Một con người năng nổ, một con người thám tử như cô thì không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra. Vậy là em vẫn còn tiếp tục ở lại đây, em không có bị đuổi hả thầy? Oh yeah. Nhưng vậy là thầy quên rồi. Vậy đi. Em cảm ơn thầy. Giờ giải tỏa rồi phải không? Dạ. Thầy các cô về hết rồi. Dạ. Thầy cũng đi về đi. Dạ.